sự tham dự và sự được mời, cơ hội và trách nhiệm. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về một đoạn tin mừng rất ý nghĩa từ Thánh Luca 14:15-24. Nơi Đức Giê-xu mời gọi chúng ta tham dự vào bữa tiệc của nước Thiên Chúa. Câu chuyện mở ra với một lời nói đầy ấn tượng từ một người đồng bàn: "Hễ phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Lời phát biểu này không chỉ là một lời khen ngợi cho những ai được mời dự bữa tiệc, mà còn là một sự nhắc nhở về cơ hội và trách nhiệm mà chúng ta phải đối mặt khi được Thiên Chúa mời gọi. Trong tin mừng, Đức Giê-xu đã sử dụng dụ ngôn về một người chủ tổ chức bữa tiệc lớn để minh họa cho tình yêu và ân sủng mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là một sự kiện xã hội mà còn mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng mời gọi của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Khi Đức Giê-xu miêu tả người chủ mời rất nhiều người đến dự tiệc, Ngài đang diễn tả một sự thật quan trọng: Thiên Chúa không phân biệt ai cả. Ngài mời gọi tất cả mọi người đến với tình yêu của Ngài. Bữa tiệc không chỉ dành riêng cho những người giàu có địa vị hay được ưu ái, mà còn cho những người nghèo khó, tàn tật và bị xã hội gạt ra ngoài lề. Điều này thể hiện rằng trong nước Thiên Chúa, mọi người đều có giá trị và đều xứng đáng được yêu thương. Bữa tiệc nước Thiên Chúa là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta trải nghiệm tình yêu và ân sủng vô biên của Ngài. Trong bữa tiệc ấy, chúng ta không chỉ được phục vụ mà còn được hưởng một mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa. Ân sủng của Ngài không chỉ được thể hiện qua những món quà vật chất mà còn là sự bình an, niềm vui và hy vọng mà chúng ta nhận được khi bước vào cộng đồng của Ngài. Nhiều khi, chúng ta có thể cảm thấy cô đơn hoặc không xứng đáng để tham gia vào bữa tiệc này. Tuy nhiên, thông điệp của Đức Giê-xu là mỗi người đều có thể đến với Ngài, bất kể quá khứ hay tình trạng hiện tại. Bữa tiệc là nơi chúng ta tìm thấy sự chữa lành, sự tha thứ và tình yêu thương vô điều kiện. Được mời đến bữa tiệc của Thiên Chúa không chỉ là một sự kiện mà còn là một lời kêu gọi để chúng ta sống cuộc đời theo cách thức của Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta cũng cần trở thành những người mời gọi khác đến với tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi không chỉ tham dự bữa tiệc mà còn chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn, đau khổ. Như vậy, bữa tiệc nước Thiên Chúa không chỉ là một cơ hội cá nhân mà còn là một trách nhiệm cộng đồng. Mỗi hành động yêu thương, mỗi cử chỉ chia sẻ mà chúng ta thực hiện đều góp phần làm cho bữa tiệc của Thiên Chúa trở nên phong phú hơn, đầy đủ hơn. Tóm lại, dụ ngôn của Đức Giê-xu về bữa tiệc lớn không chỉ là một câu chuyện mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Chúng ta được mời gọi tham gia vào bữa tiệc ấy, không chỉ để nhận lãnh mà còn để chia sẻ. Hãy mở rộng tấm lòng, bước ra khỏi cái tôi của mình và trở thành những người mang phúc lành cho những người khác. Khi làm điều đó, chúng ta không chỉ sống trong tình yêu của Thiên Chúa mà còn giúp xây dựng một nước trời ngay tại nơi chúng ta sống. Tuy nhiên, khi đến giờ tiệc, những người được mời bắt đầu từ chối. Mỗi người đưa ra lý do riêng, một người mới mua đất, người khác mới tậu bò, và một người vừa cưới vợ. Những lý do này có vẻ chính đáng, nhưng thực sự chúng đang thể hiện một thái độ thờ ơ và thiếu trách nhiệm đối với lời mời gọi của Thiên Chúa. Qua đó, Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng, bữa tiệc nước Thiên Chúa không chỉ là cơ hội mà còn là một trách nhiệm mà chúng ta phải đáp ứng. Sự từ chối của những người được mời không chỉ đơn thuần là việc không đến dự bữa tiệc. Nó phản ánh sự thiếu chú ý và tầm quan trọng mà họ đặt vào lời mời gọi từ Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta từ chối lời mời gọi của Ngài, chúng ta đang đánh mất cơ hội để trải nghiệm ân sủng và tình yêu của Ngài trong cuộc sống của mình. Thật đáng tiếc khi những người được mời trước lại không nhận ra giá trị của bữa tiệc mà chủ nhà đã chuẩn bị. Họ đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để kết nối với Thiên Chúa và tham gia vào cộng đồng đức tin. Bài học ở đây là, trong cuộc sống bận rộn này, chúng ta cần xác định lại những ưu tiên của mình. Những gì quan trọng nhất có thể không phải là những thứ bề ngoài hay tạm thời, mà là những giá trị thiêng liêng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thay vì để những chiếc ghế trống trong bữa tiệc, người chủ đã ra lệnh cho đầy tớ đi mời những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù và què quặt. Điều này thể hiện một thông điệp mạnh mẽ về sự mở rộng lòng yêu thương và chia sẻ của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ mời gọi những người có địa vị xã hội cao mà còn cả những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Giê-xu đang nhắc nhở chúng ta rằng, tình yêu của Ngài không giới hạn và bữa tiệc nước Thiên Chúa luôn mở ra cho tất cả mọi người. Chúng ta được kêu gọi không chỉ tham dự mà còn trở thành những người mời gọi và chăm sóc cho những người xung quanh, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn. Khi chúng ta tham dự vào bữa tiệc của nước Thiên Chúa,
chúng ta không chỉ là khách mời mà còn là những người có trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với lời mời gọi của Ngài và chia sẻ tình yêu thương đó với những người khác. Hãy để tình yêu của Thiên Chúa thấm nhập vào cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành những nhân chứng cho tình yêu đó. Lời mời gọi của Thiên Chúa cũng nhắc nhở chúng ta về sự cẩn trọng trong việc đánh giá người khác. Khi chúng ta chọn ai đó để giúp đỡ, hãy nhớ rằng những người nghèo khó, tàn tật hay đơn độc chính là những người cần được yêu thương và chào đón nhất. Chúng ta có thể học được rất nhiều từ họ, bởi họ thường là những người khiêm nhường và đầy tình yêu thương. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên được mời gọi tham gia vào nhiều bữa tiệc khác nhau, từ những bữa tiệc gia đình ấm cúng đến các sự kiện lớn trong xã hội. Tuy nhiên, bữa tiệc mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong nước Ngài không chỉ đơn thuần là một sự kiện xã hội. Đó là một lời mời gọi sâu sắc để chúng ta không chỉ tham dự mà còn thực hiện một trách nhiệm lớn lao. Qua bài giảng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng bữa tiệc nước Thiên Chúa là một cơ hội quý giá để trải nghiệm tình yêu thương và ân sủng. Nhưng đồng thời cũng là một lời kêu gọi để chúng ta sống theo tinh thần đó trong đời sống hàng ngày. Khi Đức Giê-xu mở ra hình ảnh của bữa tiệc nước Thiên Chúa, Ngài không chỉ muốn chúng ta nhìn nhận giá trị của tình yêu Thiên Chúa, mà còn chỉ ra rằng mỗi chúng ta đều có trách nhiệm trong việc xây dựng nước Ngài ngay tại nơi chúng ta sống. Nước Thiên Chúa là nơi mà mọi người đều được chào đón, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với khổ đau, nghèo đói và cô đơn. Chính trong bối cảnh này, chúng ta được mời gọi để mở rộng tấm lòng, trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và những người cần đến Ngài. Mỗi khi chúng ta thể hiện lòng yêu thương và sự sẻ chia, chúng ta đang tạo ra một bữa tiệc của tình yêu trong cuộc sống hàng ngày. Những hành động nhỏ như giúp đỡ người nghèo, thăm nom người bệnh hay chỉ đơn giản là dành thời gian cho người cô đơn đều là những cách mà chúng ta có thể tham gia vào bữa tiệc nước Thiên Chúa. Không cần phải là những hành động vĩ đại hay nổi bật, mà chỉ cần là những cử chỉ chân thành và xuất phát từ trái tim. Khi chúng ta dành tình yêu thương cho những người xung quanh, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn cảm nhận được hạnh phúc và phúc lành từ Thiên Chúa trong cuộc sống của chính mình. Thực sự, những ai cho đi sẽ nhận lại, và tình yêu sẽ sinh ra những tình yêu lớn lao hơn nữa. Bữa tiệc nước Thiên Chúa không chỉ là một điểm đến, mà là một hành trình mà chúng ta cùng nhau chia sẻ, yêu thương và phục vụ. Trong xã hội hiện đại, chúng ta dễ dàng rơi vào cái bẫy của những lý do tạm thời. Công việc, cuộc sống bận rộn và những mối quan hệ xã hội có thể khiến chúng ta chậm trễ hoặc thậm chí từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho phép những điều này chi phối, chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá để trải nghiệm ân sủng và tình yêu của Ngài. Hãy nhớ rằng, những lý do tạm thời sẽ qua đi, nhưng tình yêu thương và sự sẻ chia mà chúng ta dành cho nhau sẽ tồn tại mãi mãi. Kính thưa cộng đoàn, qua bài giảng này, chúng ta được nhắc nhở rằng bữa tiệc nước Thiên Chúa không chỉ là một cơ hội để tham dự mà còn là một trách nhiệm lớn lao mà chúng ta phải đón nhận. Hãy mở rộng tấm lòng và chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa với tất cả mọi người, đặc biệt là những người cần đến chúng ta nhất. Chúng ta hãy sống một cách tích cực, không để những lý do tạm thời cản trở chúng ta đến với ân sủng của Ngài. Khi chúng ta mở lòng ra với tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận phúc lành mà còn trở thành những người mang phúc lành đến cho những người xung quanh. Đó chính là sứ mệnh của chúng ta trong cuộc sống này và là cách chúng ta thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa vào bữa tiệc nước Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để có thể trở thành những người đón nhận và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa, không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho tất cả mọi người xung quanh.